chương một đinh ngón tay vàng vào sổ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio căn cứ tinh diệu học viện võ đạo hải lam luyện võ trường sơ cấp từ một thế kỷ trước đây thiên địa nguyên khí sinh ra sau đó dẫn đến các loại vũ khí nóng hiện đại mất đi hiệu lực hơn nữa bên ngoài có hung thú uy hiếp nhân loại mới phát hiện chỉ có võ đạo mới là cơ sở để an toàn sống sót khởi điểm của võ đạo chính là trúc cơ thiên truy bách luyện, không ngừng đột phá cực hạn, mới có thể trở thành võ giả. Bây giờ, ta bắt đầu giảng giải cặn kẽ ở 18 thức trèn thể cho các ngươi. Trong luyện võ trường, một vị trung niên đang chậm rãi nói. Người trung niên này thân cao 1 m tám, vóc người cường tráng, đứng ở nơi đó, mang đến cho người ta một cảm giác áp bách không nhỏ. Dưới đài cao, là một đám thiếu nam thiếu nữ, tuổi tác trong vòng từ 13 đến 18, những thiếu niên này đều là học viên của các lớp sơ cấp mới vừa nhập học không bao lâu vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm túc cẩn thận nghe trong mắt tràn đầy khao khát cùng khát vọng đối với võ đạo mà theo giảng giải phân tích cùng với thầy giáo trung niên tự mình làm mẫu các học sinh phía dưới cũng đều cực kỳ gắng sức học tập trong đó có một vị thiếu niên tướng mạo anh tuấn khôi ngô tỏ ra khá nổi bật mỗi một động tác của hắn đều rất tinh chuẩn mặc dù có chút không lưu loát nhưng so với những học viên khác, đã có thể xem là cực kỳ ưu tú. Trên đài cao, người thầy giáo trung niên chú ý tới một màn này, lấy ra danh sách học viên nhìn một chút, phong vân sao. Ngược lại là một hạt giống tốt. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy người này đến từ viện mồ côi thự quan, lại lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Đáng tiếc. Hắn biết viện mồ côi thự quan, một, là một khu cơ quan phúc lợi thu nhận rất nhiều cô nhi, bên trong phần lớn đều là trẻ nít bị cha mẹ vứt bỏ từ lúc bé trụ sở nằm bên ngoài ngoại thành theo trung niên này biết viện mồ côi này rất nghèo chỉ có thể duy trì chi tiêu thường ngày mà tu hành võ đạo giai đoạn đầu tiên là quan trọng nhất đó là đánh vững căn cơ làm thế nào căn cơ mới vững chắc dĩ nhiên là phải dùng đủ loại tài nguyên bổ huyết bổ thân khoản tiêu tốn này đối với gia đình bình thường mà nói đều là một khoản gánh nặng không nhỏ huống chi là một cái viện mồ côi cái gọi là lầu cao từ đất bằng cất lên từng tầng một. Một khi căn cơ giai đoạn đầu không có đánh vững, đừng nói sau này, ngay cả đạt tới võ giả đều là chuyện hoang đường viễn vông. Về phần thiên phú gì đó, xác suất xuất hiện ở trên người bình dân quá thấp, ngược lại nhiều năm qua, cho tới bây giờ, thầy giáo trung niên này vẫn chưa từng thấy. Thành tựu đời này của hắn cũng chỉ dừng bước tại dự bị võ giả cao cấp. Trong lòng thầy giáo trung niên đã đưa ra kết luận về phong vân, Hắn dạy học nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều học sinh giống với thiếu niên này. Sau khi nhìn hai lần, hắn cũng không còn quan tâm. Phong Vân cũng không biết trong lòng thầy giáo Trung niên đã đem tương lai của hắn phán định hoàn toàn, lúc này hắn đang cố gắng làm cái rèn thể 18 thức gì đó. Đây là phương pháp rèn thể thích hợp với loài người nhất do chính phủ Liên bang tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân sáng tạo ra, đơn giản mà nói, chính là công pháp rèn thể dành cho đại chúng. Sau khi 18 cái động tác đánh qua lắc lại vừa mới hoàn thành, Phong Vân liền cảm giác được một dòng nước nóng chảy xuôi trong cơ thể, chậm rãi lan tràn ra, hướng mỗi một nơi trong cơ thể chảy tới, không ngừng thối luyện thân thể. Nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, chỉ dựa vào phương pháp rèn thể của đại chúng này, hiệu quả thật là cực kỳ yếu ớt. Vẽ mặt Phong Vân bất đắc dĩ nói. Cái pháp môn rèn thể này có thể đào móc tiềm năng trong thân thể con người, cho nên phối hợp các dược vật đại bổ để tu hành mới là thích hợp nhất, nếu không chỉ dựa vào chăm chỉ, hiệu quả cũng rất có hạn. Nhưng giá dược vật đại bổ tiện nghi nhất cũng phải 2 ngàn đồng tiền, đầy đối với phong vân xuất thân từ một viện mồ mộ côi nhỏ bé mà nói, không khác gì một con số trên trời. Dù sao, năm nay hắn mới có 14 tuổi, còn là vị thành niên, không có đường tắt lấy được tiền tài. Nghĩ đến đây, phong vân liền muốn điên cùng phun nước bọt, thân là một người xuyên Việt nhưng mà lăn lộn cũng quá thảm đi không sai nhìn bề ngoài phong vân chỉ là thiếu niên kỳ thực bên trong đã sớm là linh hồn của người trưởng thành ngay tại hai tháng trước hắn từ một người yêu thích võ thuật trên địa cầu xuyên việc trở thành một thiếu niên nho nhỏ trong cô nhi viện sau khi hiểu qua cái thế giới này vốn dĩ hắn còn muốn làm một vố lớn kết quả là hiện thực hung hăng cho hắn một cái tác làm sao bây giờ thật chẳng lẽ phải sống một đời mờ nhạt như vậy vừa lúc đó Bỗng nhiên một trận tiếng huyên náo truyền tới, đánh thức Phong Vân đang trầm tư. Mau nhìn, là Lâm Cường, thiên tài số một của ban cao cấp. Thật đúng là hắn, nghe nói hai ngày trước hắn vừa mới thông qua khảo hạch võ giả, đã chính thức được trường cao đẳng Tinh Diệu trong nội thành tuyển nhận. Mới 19 tuổi đã đạt đến võ giả, người so với người, thật là không thể so sánh a, à, đời này của ta chắc cũng chỉ lăn lộn đến dự bị võ giả trung cấp người ta thế nhưng là con cháu gia tộc lớn, mới sinh ra đã tốt, từ nhỏ liền ngâm mình tắm đủ loại thuốc quý, đánh vững căn cơ, ngươi lấy cái gì mà so. Từng người học viên đang ở trên luyện võ trường, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị, hoặc ước mơ nhìn, bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy minh tinh xuất hiện ở kiếp trước. Phong vân cũng ở trong đám người nhìn theo, chỉ thấy một vị thiếu niên người khoác chiến giáp, lưng đeo trường kiếm đi tới, mặt mũi hắn lạnh khóc, trên người tản ra khí tức người lạ chớ gần mới nhìn đã biết không dễ trêu đinh vô tận hình chiếu gương mở ra ngay tại lúc phong vân đang cảm khái chênh lệch giữa người với người bỗng nhiên trong đầu truyền tới một thanh âm máy móc dọa hắn giật mình cái quỷ gì vậy thanh âm kia không trả lời hắn mà là tiếp tục vang lên hình chiếu đã chọn lâm cường có xác định hay không ừm vào lúc này Phong Vân cũng tỉnh táo lại, trên mặt không nhìn được lộ ra nét mừng, xem ra ngón tay vàng của hắn tới sổ. Nhưng mà cái hình chiếu này là gì? Trong lòng ông hiếu kỳ, nhưng mà thanh âm cứng nhắc này lại không trả lời hắn, chỉ là y xì lặp lại lời nói vừa rồi. Phong Vân suy nghĩ một chút, trong lòng mặc niệm nói. Xác định. Ông. Sau một khắc, Phong Vân liền cảm giác ở chỗ sâu trong đầu mình, bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếp đó có một chiếc gương thật giống như một vần mặt trời treo lơ lửng, tản ra hào quang chói lóa. Rồi sau đó, một đạo tin tức đột ngột hiện ra trong đầu hắn. Gương chủ. Phong vân, tuổi tác. 14 tuổi, cảnh giới. Người bình thường, thiên phú. Không có, công pháp. Đoán thể thập bát thức, võ kỹ. Không có, binh khí. Không có, đạo cụ. Không có nương theo những thứ này, một chút giải thích liên quan đến cách sử dụng cái gương cũng cùng một lúc tràn vào trong đầu phong vân. Không tốn thời gian quá lâu, hắn liền hiểu toàn diện cái ngón tay vàng này của chính mình. Muốn phát A. À. Lúc này trong lòng phong vân chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Một, thử quan. Ánh trạng đông. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2. Cày đồ trong gương. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái gọi là hình chiếu gương, chính là đem bất cứ sinh vật nào phong vân đã gặp qua chiếu hình vào thế giới trong gương, không giới hạn chủng tộc, bất luận sinh tử. Mà ở trong thế giới gương, hình chiếu sinh vật tiến vào, phong vân có thể cùng họ tiến hành chiến đấu, sau khi chiến thắng, là có thể từ trên người những sinh vật này đạt được vật phẩm, bao gồm công pháp, vũ khí, võ kỹ, đạo cụ, vân vân. Hệ thống đánh quái rơi đồ sao? Dầu di kiếp trước phong vân cũng là một gamer hát cô, ngay lập tức sẽ biết ngón tay vàng của mình là cái gì. Nghĩ tới đây, hắn đã không thể chờ đợi, nhưng mà ở trong trường học hiển nhiên là không thể thử, ngộ nhỡ gây ra động tĩnh gì, vậy coi như toàn bộ xong đời. Mãi mới chờ đến sau khi tan học, Phong Vân lập tức lên xe đưa đón. Theo thế kỷ mới đến, hết thảy đồ vật ở xã hội cũ cơ bản đều bị thay thế, trong đó bao gồm những xe hơi xe tải, nhưng mà sau khi nguyên lực sinh ra, lại nghiên cứu ra được phương pháp lấy nguyên lực thay thế nhiên liệu lúc này mới khôi phục sử dụng xe hơi xe tải trở lại, về phần những phương diện khác, cũng là như vậy. Nửa giờ sau, Phong Vân đứng trước một tòa viện lớn cũ kỹ, hai bên treo một tấm bảng viện mộ côi thự quan đã rất cũ nát. Nơi này, chính là nhà của hắn sau khi chuyển kiếp. Phong Vân, em tan học về rồi. Vào lúc này, thanh âm của một thiếu nữ truyền tới. Phong Vân ngẩng đầu nhìn lại, đây là một thiếu nữ mặc quần jean cùng áo khoác da màu đen, nhìn bề ngoài đại khái chừng 15-16 tuổi, có mái tóc dài đen nhánh, các bộ phận thân thể khá là nở nang, đường công sắc nét. Tiểu Lan Tỷ, chị cũng về sớm quá a. À. Thiếu nữ tên là Phong Tiểu Lan, giống như Phong Vân, cũng là thành viên của viện mồ côi này, do viện trưởng họ Phong, cho nên những cô nhi này đều cùng một họ với viện trưởng. Từng, trường học hôm nay tan học sớm, cho nên chị đã về lâu rồi hôm nay là ngày lên lớp đầu tiên của em cảm giác thế nào phong tiểu lan cười hì hì nhìn phong vân nói cùng với phong vân ở học viện võ đạo hải lam bất đồng phong tiểu lan chỉ là học tập tại trường học bình thường nàng không có ý tưởng muốn trở thành võ giả giống như phong vân chỉ là đơn thuần muốn tốt nghiệp đi vào xã hội tìm công việc cố gắng kiếm tiền mà thôi đây cũng là ý tưởng thường thấy trong các gia đình bình thường muốn trở thành võ giả quá khó khăn Giai đoạn đầu cần phải đầu nhập số tiền rất lớn, gia đình bình thường căn bản không cách nào bỏ ra nổi, hơn nữa dù cho hao tốn nhiều tiền đầu tư như vậy, cũng không nhất định có 100% có thể trở thành võ giả. Vẫn tồn tại xác suất thất bại nhất định, nguy hiểm cùng đầu tư khó thành công trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến cho vô số người bình thường chùng bước. Đương nhiên, một khi thành công, chỗ tốt đạt được cũng rất to lớn, trở thành võ giả chẳng những có thể hưởng thụ trợ cấp mỗi tháng địa vị thân phận cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất cùng một đạo lý với cá chết vượt Long Môn tạm được Phong Vân gật đầu một cái rồi sau đó chạy về gian phòng của mình em đi trước ôn lại nội dung học tập hôm nay chút nữa ăn cơm gọi em nha Tiểu Lan tỷ vừa nói người liền mất dạng Phong Tiểu Lan cười một tiếng xoay người rời đi trong căn phòng đơn sơ Phong Vân không kịp chờ đợi triệu hoán hình chiếu gương trong đầu Quét. sau một khắc, hắn liền cảm giác mình giống như đi vào một cái không gian nhỏ đóng kín, chỉ có lớn khoảng vài chục trường, chung quanh có sương mù vô tận lượn lờ, nhìn không quá rõ. ông, một ánh hào quang bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ ra một bóng người, người khoác chiến giáp, mặt mũi lạnh khốc, lưng đeo trường kiếm, đúng là Lâm Cường, trước kia nhìn thấy hình chiếu người Lâm Cường, tuổi tác. 19 tuổi, tu vi. Sơ cấp võ giả, rơi xuống. Nhất giai công pháp, quy xà đoán thể thuật, nhất giai võ kỹ, trạm kiếm quyết, nhất giai kim hệ công pháp, duệ kim quyết, hợp kim chiến kiếm một thanh, hợp kim chiến giáp một bộ, nhất phẩm đang dược huyết khí đang một lọ, nhất phẩm đang dược kim lực đang một lọ, cấp thấp kim hệ thiên phú, giả ngoại sinh tồn, kinh nghiệm thực chiến, quần áo bình thường. Phong vân quét mắt nhìn qua những tin tức giới thiệu này, không khỏi tặc lưỡi hít hà, không hổ là xuất thân đại gia tộc, những thứ trên người tên này tùy tiện lấy ra một món đều đủ để cho người chạy theo như việc. Theo hắn biết, một môn công pháp nhất giai có giá trên thị trường khoảng 30.000 đồng, võ kỹ cũng không kém, mà đang dược thì càng đắt, thấp nhất cũng phải 30.000. Duệ Kim quyết lại còn có công pháp thuộc tính. Phong Vân lập tức hít một hơi khí lạnh, hắn từng nghe qua, võ giả cũng chia làm hai loại, một là võ giả bình thường một loại là võ giả thuộc tính người sau thực lực cùng địa vị so với người trước cao hơn nhiều lắm nếu như nói võ giả bình thường là một trăm người mới có thể ra một vị mà nói vậy thì trong trăm vị võ giả mới có thể xuất hiện một vị võ giả thuộc tính cái gọi là võ giả thuộc tính chính là trời sinh sẵn có bất luận một loại thuộc tính nào bên trong mười loại kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng quang minh hắc ám mà công pháp thuộc tính là dành cho võ giả thuộc tính tu hành, mỗi một môn công pháp thuộc tính, giá cả đều là gấp khoảng 4 lần công pháp cùng phẩm giai. Nói cách khác, cái môn Duệ Kim Quyết này, giá thị trường khoảng 120.000. Thiên Phú Kim hệ cấp thấp, không nghĩ tới cái tên Lâm Cường này còn là một võ giả thuộc tính, khó trách mới 19 tuổi đã đạt đến võ giả. Phong Vân lẩm bẩm. Võ giả thuộc tính có thể hấp thu thiên địa nguyên khí cùng loại với thuộc tính của mình dẫn trước võ giả bình thường một mảng lớn ưu thế quá rõ ràng phong vân đang muốn chọn chiến đấu cùng lâm cường nhưng bỗng nhiên hắn có chút do dự cái tên lâm cường này cho dù là hình chiếu cũng có tu vi võ giả một người bình thường không có bất kỳ thực lực như ta làm sao có thể đánh thắng được hắn sợ rằng lâm cường chỉ cần một quyền là có thể đánh bể hắn cái này còn làm sao chơi ngay tại lúc phong vân cảm thấy bị đùa nghịch bỗng nhiên một đạo tin tức hiện ra trong đầu có thể điều chỉnh thực lực người trong hình chiếu, đồ vật rơi xuống không thay đổi, chẳng qua xác suất đồ vật rơi xuống sẽ phát sinh biến hóa tương ứng, càng thiết lập thực lực người trong hình chiếu càng thấp, xác suất rơi đồ cũng càng thấp. Ừm. Ánh mắt Phong Vân sáng lên, có thể điều chỉnh thực lực người hình chiếu, cái gương hình chiếu này vẫn thật là nhân tính hóa, không tệ, không tệ. Về phần xác suất rơi xuống sẽ thay đổi, nhưng cái này so với nhàn rỗi chỉ nhìn mà không làm gì được mạnh mẽ hơn rất nhiều thiết lập lâm cường thực lực người bình thường có bắt đầu chiến đấu hay không có không có thể bắt đầu phong vân nhìn tin tức hiện lên trước mắt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bắt đầu chiến đấu đinh mời lựa chọn hoàn cảnh tác chiến trước mắt có thể lựa chọn cảnh tượng rừng rậm con sông sa mạc dung nham rừng rậm đi quét sau khi một trận ánh sáng mãnh liệt bùng lên phong vân liền cảm giác trước mắt mơ hồ sau một khắc cảnh tượng biến đổi lớn tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả chương 3 lần đầu dết rơi thứ tốt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ánh sáng vừa rơi xuống cảnh tượng trước mặt phong vân đã từ một không gian nhỏ trước đó biến thành một cánh rừng vẽ dạt giàu xanh biếc xanh ngắt ướt ác, bừng bừng sức sống tựa như một thế giới chân thật phong vân đứng đó Lâm Cường ở đối diện hắn đang lặng lặng chờ. Không có khí tức võ giả làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, lúc này Lâm Cường và Phong Vân nhìn cũng sắp xỉ nhau, không có gì khác nhau cả. Phong Vân không có chút do dự nào, từ từ bày ra một tư thế lên quyền, sắc mặt nghiêm túc. Kiếp trước hắn cũng coi như là một người yêu thích võ thuật, mặc dù không luyện được cái võ công kinh thế gì nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Lâm Cường đối diện mặt không biểu tình, giống như khúc gỗ vào lúc phong vân bày ra tư thế hắn lập tức vọt tới phanh phong vân vung ra một quyền va chạm với một đòn của hắn kết quả hắn lùi ra ngoài khí lực rơi vào thế hạ phong quả nhiên mặc dù đều là cấp bậc người bình thường nhưng tố chất thân thể lâm cường vẫn tốt hơn so với cổ thân thể này phong vân cũng không suy nghĩ gì nữa dù sao thân thể này của lâm cường ngay từ nhỏ đã tắm trong những dược vật đại bổ mới tôi luyện ra đương nhiên phải tốt hơn nhiều so với thân thể mà vốn không được bồi dưỡng do sinh ra từ cô nhi viện này của hắn. Nhưng mà cho dù sức mạnh phong vân không bằng đối phương, nhưng ở phương diện kỹ xảo lại toàn thắng. Dù gì kiếp trước hắn cũng học kỹ xảo võ thuật nhiều năm, vào lúc này vừa hay phát huy được tác dụng. Mà dù sao tuổi tác lâm cường cũng mới chỉ có bao nhiêu đó, bây giờ hắn còn là cấp độ người bình thường, nhất định cũng không thể nào học được những thứ này. Xóa phong vân đột nhiên cất bước nhanh chóng bước về phía trước lúc sắp đến gần lâm cường bỗng nhiên thân thể uốn éo trượt đến cạnh sườn vào lúc người sau còn chưa kịp phán ứng hắn đã đá ngang một cái thật mạnh vào bụng của lâm cường rắn rắn chắc chắc oanh một tiếng chấn động mạnh vang lên thân thể lâm cường ngã xuống rồi sau đó liền hóa thành một điểm sáng biến mất hô cũng may còn thắng được nếu như ngay cả lâm cường với cấp độ người bình thường cũng không đánh lại thì ta đây có thể đi tắm rồi ngủ được rồi phong vân thở nhẹ một hơi một hơi thở sau cảnh tượng trước mắt biến mất hắn lại trở về không gian nhỏ trước đó phong vân sờ nắm đấm của mình một cái bây giờ phía trên vẫn truyền đến cảm giác tê dại người hình chiếu quả thật không kém thực thể thật bao nhiêu ngoại trừ không có linh trí không biết nói chuyện ra tấm gương này có sức mạnh quá bất phàm sau khi suy nghĩ một lát sự chú ý của hắn liền bị thu hút bởi một đạo tin tức đánh một trận với người hình chiếu lâm cường thắng lợi rơi xuống công pháp nhất giai quy xà đoán thể thuật bởi vì lần đầu đánh chết nhất định sẽ rơi xuống vật phẩm có lấy ra hay không lần đầu đánh chết nhất định rơi xuống vật phẩm còn có phúc lợi này sao trên mặt phong vân lộ ra nụ cười lấy ra vù sau một khắc một vệt ánh sáng chói lọi lóe lên bắn thẳng vào sâu trong đầu của hắn hiển hóa quy xà đoán thể thuật hiển hóa bên trong hiển hóa hoàn thành oanh tiếp đó đầu phong vân chấn động một cái từng thông tin hiện lên quy xà đoán thể thuật thuật trúc cơ bắt chước đặc tính của rùa và rắn khiến cho người học tập có thể giống như quy xà biết ẩn mình ngủ say và rèn luyện thân thể từ những thông tin xuất hiện trong lúc mơ hồ phong vân có cảm giác mình giống như trở thành quy xà như rơi vào sương mù không còn cảm giác mà ở bên ngoài tiếng hít thở của hắn vô tình cũng trở nên vô cùng lâu dài thậm chí có thể nghe được âm thanh không khí trong hơi thở của hắn âm thanh này lộ ra vô cùng cổ xưa vừa giống như thật sự có một lão quy đang ẩn núp lại vừa như một con đại xà đang ngủ say âm thanh hơi thở như bị phủ bụi bặm ngàn vạn năm không biết qua bao lâu lúc phong vân tỉnh lại đã cảm giác được chính mình khác trước. Khí lực trở nên mạnh hơn một chút, khí huyết cũng được tăng cường. Phong Vân xoa bóp nắm tay, rõ ràng cảm nhận được tăng lên. Không hổ là công pháp rèn thể nhất giai, so với bản đoán thể thập bát thức, đại chúng kia phải lợi hại hơn rất nhiều. Phong Vân than thở, loại vật này cũng chỉ có những đệ tử gia tộc trong căn cứ kia mới được hưởng thụ, người bình thường cũng chỉ là dùng đoán thể thập bát thức cộng thêm một chút dược vật mà thôi mà hiện giờ hắn có quy xà đoán thể pháp trên lý thuyết đã đạt được hiệu quả xấp xỉ với những học viên dùng đoán thể thập bát thức cộng thêm dược vật kia rồi nhưng mà dĩ nhiên là phong vân sẽ không chỉ thỏa mãn với cái này hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến trên người lâm cường kia chắc hẳn còn có rất nhiều thứ tốt đây mỗi cái hình chiếu một ngày có thể khiêu chiến năm lần hôm nay còn bốn lần hy vọng có thể tuôn ra thứ tốt phong vân nhủ thầm một tiếng trong lòng rồi sau đó hắn trao đổi hình chiếu gương ý thức chìm vào trong đó sau khi thiết lập cấp bậc lại bắt đầu đại chiến lần nữa với người hình chiếu lâm cường mười phút sau oanh phong vân dùng một quyền đánh bay người hình chiếu lâm cường đánh hắn tan biến trên không trung lần khiêu chiến cuối cùng này hy vọng có thể tuôn ra đồ vật tốt trước đó hắn khiêu chiến ba lần ngay cả một cái lông cũng không tuôn ra điều này làm cho hắn biết được đồ rơi xuống tỷ lệ với mức độ thực lực thấp đến cùng là thấp đến mức nào ánh sáng lóe lên phong vân trở lại không gian tắm gương đánh một trận với người hình chiếu lâm cường thắng lợi rơi xuống một lọ huyết khí đang nhất phẩm có lấy ra hay không rơi xuống đang dược ánh mắt phong vân sáng lên cái huyết khí đang này hắn biết một viên đang dược được tổng hợp từ ít nhất mười mấy loại dược liệu quý giá tinh luyện mà thành không có chút tạp chất nào, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất của dược liệu. Một chai nhỏ như vậy, trên thị trường ít nhất cũng phải 30.000 đồng. 30.000 đồng, mức giá này đối với giai đoạn hiện nay của Phong Vân mà nói là không khác gì giá trên trời. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể nhìn ngắm là được rồi, nhưng bây giờ sao? Lấy ra. Vù. Hiển hóa một lọ huyết khí đang nhất phẩm. Hiển hóa bên trong hiển hóa hoàn thành. Xoát. Bên ngoài, trên bàn tay phong vân, bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ngọc khéo léo tinh xảo. Sau khi nhẹ nhàng rút nắp bình ra, một cỗ mùi thuốc thơm đập vào mặt, chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi đã có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể nổi lên phản ứng. Hiển nhiên đây là món đồ tốt. Trong bình có tổng cộng 10 viên dược hoàng, toàn thân có màu đỏ nhạt, bất kể là bề ngoại hay mùi vị đều là tuyệt hảo. Quy xà đoán thể thuật cộng thêm huyết khí đan này, đây chính là đại ngộ mà chỉ có một vài đệ tử gia tộc mới được hưởng thụ. Phong Vân phát ra một tiếng cảm khái thật dài, đây cũng coi là khổ tận cam lai. Một đoạn thời gian sau, thường ngày hắn dùng huyết khí đan phối hợp với quy xà đoán thể thuật, mỗi ngày đều tu hành khắc khổ. Tài nguyên có, tiếp đó chính là tự thân nỗ lực. Thời kỳ cực khổ đã qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Võ Kỹ, Trạm Kiếm Quyết. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. 10 ngày sau, bên trong một công viên cách viện mồ côi thử quan một cây số, lúc này mặt trời đã sắp lặn, nơi này yên ắng, không có người ở. Phong vân đang ở nơi này tu hành, đây là nơi tu luyện hàng ngày của hắn. Trong trường học người lắm mắt nhiều, huyên náo vô cùng, tu hành cũng không thích hợp. đương nhiên cũng có địa phương tương tự phòng tu luyện, nhưng vào trong đó phải trả lệ phí cũng không phải là nơi mà một học sinh nghèo như hắn có thể đi. Dứt khoát, hắn liền tới chỗ công viên này, hẻo lánh yên tĩnh, ít người lui tới. Hô! Một viên huyết khí đang cuối cùng, hôm nay hẳn là đạt tới dự bị võ giả sơ cấp. Phong Vân lấy ra một viên huyết khí đang cuối cùng, một hơi nuốt vào. Âm! Đang dược vào miệng tan đi, một cổ dược lực dồi dào nổ tung, nhiệt độ cả người hắn tăng lên, có một loại cảm giác thân ở trong lòng hấp. Phong Vân lập tức bắt đầu diễn luyện quy xà đoán thể thuật, bày ra thế quyền, trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tượng tĩnh mịch của quy xà, cả người chìm vào một loại tâm cảnh không hề lay động, khí huyết đang chảy ở phía dưới màn da. Dược lực cùng luồng nhiệt dung hợp, khí huyết đang từng chút tăng cường. Ông Sau một khắc, cả người Phong Vân rung lên, khí huyết xuyên thủng gông cùng xiền xích nào đó, đạt tới một loại đẳng cấp khác, đồng thời trong cơ thể sinh ra một loại đồ vật gọi là kinh lực dự bị võ giả sơ cấp, thành. Hắn chậm rãi thu quyền, đạp đất đứng yên, cả người so với 10 ngày trước càng thêm tinh thần, thân hình càng thon dài gọn ghẽ, tràn đầy sức sống. Thời gian 10 ngày, đạt tới dự bị võ giả sơ cấp, đây là một khởi đầu tốt, cảnh giới võ giả, không còn xa vời như thế nữa. Phong vân hồi phục tâm tình, trong mắt tràn đầy mong đợi. Mà ở trong thời gian 10 ngày này, hắn cũng quét qua hình chiếu lâm cường 50 lần, kết quả khiến cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, căn bản là không rơi ra thứ tốt gì, vật phẩm duy nhất còn là quần áo thông thường của Lâm Cường, cái xác suất kia thấp đến làm cho người ta tức lộn ruột. Nhìn sắc trời một chút, phong vân thu thập đồ đạc, cước bộ kẻ bước, cả người tự như tên rời cung, thật nhanh hướng viện mồ côi thử quan chạy đi. Cái này chỉ là tố chất thân thể được tăng phúc do khí huyết tăng cường mang tới mà thôi, từ giờ phút này, hắn không còn là một người bình thường trở lại viện mồ côi sau khi ăn xong cơm tối phong vân lại nhanh chóng chui vào trong phòng của mình câu thông hình chiếu gương ý thức tiến vào không gian trong gương thiết lập lâm cường tu vi dự bị võ giả sơ cấp có bắt đầu khiêu chiến hay không thực lực hôm nay của phong vân đạt tới dự bị võ giả sơ cấp hơn nửa kiếp trước nắm giữ rất nhiều kỹ xảo võ đạo hắn cảm giác mình có thể chiến thắng người hình chiếu lâm cường dù sao người sau bây giờ sợ là mới vừa tiếp xúc võ kỹ. Hơn nữa cho dù Lâm Cường là võ giả thuộc tính, nhưng tại giai đoạn đầu, ưu thế còn không có thể hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ có đạt tới cấp võ giả, sự đáng sợ của võ giả thuộc tính mới hoàn toàn biểu hiện ra, bởi vì có thể tu hành công pháp xứng đôi với thuộc tính. Mà trước võ giả đều là ở vào giai đoạn đánh vững căn cơ, dĩ nhiên, nếu như là một võ giả thiên phú thuộc tính rất cao, vậy thì chớ bàn những thứ khác ông. Sau khi chọn chiến trường thành công, hình chiếu lâm cường lập tức tấn công tới. Khí huyết lưu động, năm ngón tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đánh tới, gió mạnh đập vào mặt, mãnh liệt dân trào. Phong vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nên tiếp không chút sợ hãi, lợi dụng kỹ xảo của bản thân, cố gắng cuốn lấy đối thủ. Sau 20 phút, oanh! Hình chiếu lâm cường dưới một quyền của phong vân, hóa thành điểm sáng đầy trời tan biến tiếp đó ánh sáng chói lọi lóe lên ý thức phong vân trở về không gian cùng hình chiếu lâm cường đánh một trận thắng lợi rời xuống không vẫn không có phong vân bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiếp tục khiêu chiến liên tiếp bốn lần mất hơn một tiếng mới đánh xong nhưng mà lần này rốt cuộc không phải cái gì cũng không rớt bốn lần cuối cùng có một lần rơi xuống vật phẩm hơn nữa còn là thứ tốt rời xuống võ kỹ nhất giai trạm kiếm quyết có lấy ra hay không xác suất trời xuống quả nhiên tăng lên lập tức liền tới thứ tốt phong vân cười hít mắt lấy ra đinh hiển hóa võ kỹ nhất giai trạm kiếm quyết đang hiển hóa hiển hóa hoàn thành âm một tiếng nổ âm trong đầu phong vân rung một cái từng đạo thông tin hiện lên trạm kiếm quyết lấy lực lượng bản thân ngưng tụ trên thân kiếm, chém ra một đòn mãnh liệt. Thoáng cái, phong vân như mơ một giấc mơ, trong mộng, hắn hóa thân thành lâm cường, sơ bộ bắt đầu tiếp xúc trạm kiếm quyết, gắn sức khắc khổ luyện tập. Cuối cùng là vui sướng sau khi đột phá. Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, hình ảnh lâm cường tu tập trạm kiếm quyết thật giống như một bộ phim chiếu qua trong đầu hắn. Trong khoảnh khắc trạm kiếm quyết cấp đại thành mà lâm cường tiêu tốn mấy năm mới luyện ra tất cả đều bị phong vân nắm giữ trạm kiếm quyết bên ngoài đôi mắt phong vân mở rộng ra nhặt lên một chiếc đũa trên bàn bên cạnh lực lượng trầm ổn quán xuyên kình lực trót vào bên trong đũa mạnh mẽ chém ra nhanh như tia chớp tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa một thanh âm xì xì vang lên đó là tiếng nổ đùng đoàn chói tai của không khí biểu thị uy năng của trạm kiếm quyết cấp đại thành đáng tiếc không có kiếm thật uy năng chỉ có thể phát huy một nửa phong vân nhìn cây đũa không chịu nổi kinh lực mà gãy vỡ không khỏi lắc đầu một cái có điều ta bây giờ ở trong cùng một cảnh giới hẳn là so với lâm cường còn lợi hại hơn dù sao hắn bây giờ có được là trạm kiếm quyết cấp đại thành mà lâm cường vào lúc đó phỏng chừng còn chưa có bắt đầu học hoặc là vừa mới học so với hắn kém xa từ một điểm này cũng có thể thấy được hình chiếu gương mang tới chỗ tốt to lớn, có thể trong nháy mắt để cho Phong Vân tiếp thu Trạm Kiếm Quyết Đại Thành của Lâm Cường, căn bản không cần chính mình phải tu hành, còn có thể tự do điều chỉnh thực lực của người hình chiếu. Hơn nữa đồ vật rơi xuống không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không bởi vì điều chỉnh thực lực của người hình chiếu mà phát sinh thay đổi, mặc dù xác suất rơi xuống vật phẩm có phần thấp hơn, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm ta nhớ được trong trường học có kiếm thật, ngày mai đi thử một chút. Phong Vân lẩm bẩm trong lòng, đây chính là lần đầu tiên hắn nắm giữ võ kỹ, còn là cấp đại thành, tự nhiên muốn hoàn toàn thử một lần. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Nhanh nhẹn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngày hôm sau Phong Vân đến trường học như thường lệ, sau khi trải qua một ngày học tập, hắn chờ mãi mới đến lúc tan học, Đợi sau khi các học viên đều đã đi gần hết, một mình hắn đi đến phòng dụng cụ ban võ đạo sơ cấp. Trong này đặt rất nhiều binh khí, có đao, có thương, có kiếm, có cung, có gậy vân vân. Toàn bộ đều là thật, hơn nữa còn hoàn toàn cởi mở với các học viên, nhưng không cho phép mang ra bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong phòng dụng cụ. Phong Vân bước đến, rút ra một thanh kiếm đen thật dài từ trong bao kiếm, nó được chế tạo từ sắt trồng, lưỡi kiếm sáng như tuyết lóe lên hàng quan dày đặc, không nghi ngờ chút nào, đây chính là đồ thật, hơn nữa vẫn còn mới. Không tồi, kiếm tốt. Phong Vân lấy ngón tay phủi kiếm, sau khi nghe được tiếng kiếm vang trong trẻo, không khỏi thầm khen một tiếng. Mặc dù không bằng kiếm hợp kim trên thị trường nhưng cũng coi là một thanh kiếm tốt. Kiếm hợp kim là lấy kim loại nguyên lực chế tạo, rẻ nhất cũng phải 10 vạn đồng, ngoại trừ võ giả ra sợ là không ai mua được thử xem, cảm kiếm quyết cấp đại thành của ta. Phong vân tập trung tinh thần, tay phải cầm kiếm, vào giờ phút này khí huyết toàn thân ngưng tụ, nhìn bên ngoài giống như không có gì thay đổi, nhưng cả người hắn lại giống như một cây cung căng đến mức tận cung. Chém. Sau khi hắn áp chế khí huyết toàn thân đến cực hạn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ. Hưu. Sức lực toàn thân dường như được giải phóng ra, hắn chém ra một kiếm, tiếng xé gió chật vang lên mũi kiếm sắc nhọn, nhắm thẳng về phía trước. Oanh! Người giả luyện tập còn cách mũi kiếm khoảng một tấc, trong giây lát đã chia năm xẻ bảy, giống như bị vũ khí sắc bén gì cắt qua, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cm nó, xong đời rồi. Đây là lần đầu tiên Phong Vân dùng toàn lực thi triển môn trạm kiếm quyết này, kết quả là hắn nhất thời không khống chế được quy lực của nó, đã trực tiếp đem người giả chém nát chuồn nhanh nếu không bị phát hiện lại phải bồi thường phong vân không dám ở lâu để trường kiếm lại vào chỗ cũ sau đó lập tức chạy ra mà sau khi hắn rời đi được nửa giờ thì cửa chính phòng dụng cụ lại mở ra lần nữa bên trong xuất hiện thân ảnh một thầy giáo trung niên hắn bắt đầu tiến hành kiểm tra theo thông lệ hàng ngày hả sau khi hắn đi vào nhìn thấy người giả kia rơi tán loạn trên mặt đất sắc mặt lập tức biến đổi bước lên vài bước chân nhanh chóng lướt qua khoảng các trăm mét nhặt những bộ phận rải rác của người giả ở dưới đất trở lại đây là trạm kiếm quyết thầy giáo trung niên dù gì cũng là một tên dự bị võ giả cao cấp cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm liếc mắt một cái đã nhìn ra dấu vết lưu lại trên người giả chính là do võ kỹ nhất giai trạm kiếm quyết tạo thành hơn nữa còn là luyện đến tầng sâu rồi xem ra cái vết trầy này chính là kết quả của một kích chẳng lẽ là một vị giáo viên trong trường học hay là vị học viên cao cấp nào đó thầy giáo trung niên âm thầm nói trong lòng trừ hai cái này ra hắn không nghĩ ra còn có ai có thể nắm giữ tầng này của trạm kiếm quyết đánh chết hắn cũng không nghĩ đến người làm điều này lại chính là học viên bình dân mà lúc trước hắn còn tiếc núi thở dài bên này phong vân ra khỏi trường học bước nhanh rời đi nhớ tới uy thế một kiếm vừa nãy hắn chém ra trong lòng có chút nóng bỏng đây chính là võ đạo, mặc dù võ giả còn chưa có thành tựu, cũng có thể tạo ra lực phá hoại lớn như vậy. Một kiếm mới vừa rồi cũng đủ để xuyên qua thân thể một người trong nháy mắt. Xem ra cần mua một thanh trường kiếm. Trường kiếm bình thường ở cửa hàng cũng có thể mua được, giá cả khoảng từ 3.000 đến 5.000, kiếm thép rồng trải qua bách luyện tốt hơn thì ở vào khoảng trên dưới vạn nguyên. Không có tiền cho dù là trường kiếm bình thường rẻ nhất cũng không phải thứ mà hiện tại phong vân có thể mua được phải kiếm một ít tiền phong vân nói thầm trong lòng lúc trong đầu hắn đang hiện lên những ý niệm này rất nhanh đã đến trước một nhà siêu thị cách thật xa hắn đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở cửa siêu thị tiểu lan tỷ em tới rồi phong vân tới nơi này để đón phong tiểu lan trở về người sau tìm được một công việc làm nhân viên thu ngân ở chỗ này còn là nhờ quan hệ của viện trưởng phong tiểu lan nghe được thanh âm ánh mắt sáng lên đi nhanh tới sao đến trễ vậy trong trường có một số việc phong vân gãi đầu một cái ừ mau trở về thôi ta mua thịt trở về làm cho ngươi món thịt kho tàu ngươi thích nhất trên mặt phong tiểu lan tràn đầy nụ cười được phong vân gật đầu hắn nhìn bóng người phong tiểu lan bên cạnh trong lòng âm thầm quyết định phải sớm trở thành một võ giả. Chỉ có trở thành võ giả mới có thể làm cho tất cả mọi người trong viện mồ côi được ở trong căn phòng lớn, mới có thể có được những thức ăn ngon, mà không phải là một tuần lễ chỉ được có thể ăn thịt một lần. Lễ Vừa lúc đó, một tiếng hót phá vỡ bầu trời mênh mông, khiến không khí điên cuồng lay động, vang vọng ra bốn phương tám hướng. Tiếng trích chói tai vang dội rung động hạ xuống, trong nháy mắt, từng khối thủy tinh bên trên một tòa nhà cao tầng ở phụ cận rạng nước ra thậm chí còn có không ít mảnh thủy tinh từ trên cao rơi xuống ngay tại chỗ có mảnh đập vào trên đường phố có mảnh đập vào đèn đường thậm chí còn đập trúng người oanh oanh oanh, oanh. trong lúc nhất thời âm thanh nổ tung vang vọng cả một vùng trong đó có một khối thủy tinh lớn đập vào bên cạnh phong vân cùng phong tiểu lan vỡ vùng thành những mảnh thủy tinh bắn tung tóe ra làm không ít người đi đường đều bị thương trong đó có một mảnh thủy tinh vỡ ra giống như một lưỡi đao sắc bén bắn về phía phong tiểu lan a à, phong tiểu lan theo bản năng hét lên một tiếng hư ánh mắt phong vân đảo qua bình tĩnh đứng tại chỗ tay phải nhanh như chớp vương ra trong nháy mắt đã nắm được mảnh kính vỡ bắn ra rồi sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra miếng thủy tinh này giống như ám khí trực tiếp bắn về phía thùng rác ở xa xa loảng xoảng một tiếng chính xác rơi vào trong phong tiểu lan thấy một màn này miệng nhỏ hơi mở nhìn người thiếu niên anh tuấn đứng bên cạnh tên tiểu tử trong ấn tượng của nàng còn có chút gầy yếu này dường như đã thay đổi không còn như trước phong vân không để ý đến điểm này lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn lên trời cao khí huyết tụ tập lại thị lực của hắn tăng mạnh trong lúc mơ hồ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ to lớn khoảng vài chục trượng trên trời ở chỗ đó vòng vèo không đi hung thú. Trong lòng phong vân cả kinh, từ lúc xuyên qua đến nay, hắn nghe được nhiều nhất chính là về hung thú, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hung thú. Lệ Lại một tiếng kêu kinh sợ xé rách mây xanh truyền xuống, hung thú kia mở hai cánh ra, tốc độ giống như sao băng rơi xuống, mục tiêu chính là bên trong căn cứ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Hình chiếu hung thú cấp 3 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không được. Phong vân cách thật xa thấy một màn như vậy, trong lòng chấn động, nếu như con hung thú này xâm nhập vào căn cứ, như vậy những người bọn họ sẽ đứng mũi chịu sao. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị dẫn Phong Tiểu Lan rời xa nơi này, bỗng nhiên, một đạo thanh âm không khí nổ tung dữ dội bỗng nhiên truyền ra. Hưu. Đột nhiên, một mũi tên mang theo luồng không khí không ngừng nổ vang kịch liệt xông lên trời cao, trong nháy mắt liền vượt qua hơn trăm mét ở bên trong tiếng không khí bị xé rách nổ đùng đoàn chói tai hướng về đầu hung thú to lớn kia bắn tới lệ hai cánh to lớn của hung thú điên cuồng vỗ bắn ra luồng không khí giống như thực chất nên đón mũi tên nhưng hết thảy đều phí công mũi tên màu vàng sậm trong nháy mắt xuyên qua con hung thú to lớn kia ở trong khoang bụng của nó vỡ ra một lỗ máu to lớn cỡ đầu người từ đầu đến cuối có thể nhìn xuyên suốt lệ hung thú to lớn mang theo tiếng rống đau đớn thảm thiết nặng nề rơi xuống, nền ở trên đường phố. Âm. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Toàn bộ đường phố đều dường như lúng xuống một chút, từng đạo vết trách khuếch tán ra bên dưới thi thể đầu hung thú kia, thật giống như mạng nhện, rậm rạp chăn chịt. Phong vân ở cách bên ngoài 10 mét, hắn nhìn hung thú trước mặt, chính là một con hung cầm, lông chim cả người hiện lên màu vàng đen, mơ hồ lộ ra vần sáng kim loại lạnh như băng, một đôi móng vuốt vô cùng sắc bén. Hung thú cấp 3, Hắc Kim Điêu. Phong Vân từng xem qua tập tranh ảnh tư liệu về hung thú, đối với một ít hung thú vẫn là biết được. Hung thú cũng phân chia cấp bậc, hung thú cấp 1 tương đương với dự bị võ giả cấp thấp, mà hung thú cấp 3 có thể so với dự bị võ giả cao cấp. Đầu Hắc Kim Điêu trước mắt chính là hung thú cấp 3, thực lực có thể so với dự bị võ giả cao cấp, thậm chí còn so với nhân loại cùng cảnh giới mạnh hơn không nghĩ tới lại bị một mũi tên bắn chết. Võ giả xuất thủ sao? Trong lòng Phong Vân yên lặng nói, chính là không biết võ giả tầng thứ gì. Mà lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm. Đinh. Phát hiện hình chiếu hung thú hắc kim điêu, có hình chiếu hay không? Ừm. Ánh mắt Phong Vân khẽ động, cái hình chiếu gương này thậm chí ngay cả hung thú cũng có thể hình chiếu sao, hơn nữa còn đã chết. Hình chiếu sau khi phản ứng, hắn lập tức mặc niệm trong lòng nói: "Ông." Thoáng chốc, ở trong ốc phong vân, vô tận hình chiếu gương lấp lánh ra một trận ánh sáng mạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm ứng được một màn này, hắn lập tức biết được cái gương đã hình chiếu thành công. Ngay cả hung thú cũng có thể hình chiếu, không hề tầm thường a. À. Trong lòng Phong Vân hiếu kỳ vô cùng, không biết hung thú sẽ rơi xuống cái gì. "Phong Vân, đi thôi." Lúc này thanh âm của Phong Tiểu Lan truyền tới. Đến ngay. Phong Vân đáp một tiếng, bước nhanh tới. Sau bữa cơm tối, Phong Vân không kịp chờ đợi tiếng vào không gian gương. Hình chiếu hung thú. Hắc Kim Điêu, cảnh giới. Hung thú cấp 3, dự bị võ giả cao cấp, rơi xuống. Hắc Kim Điêu Long Vũ, Hắc Kim Điêu Huyết Nhục, Hắc Kim Điêu Móng, Phong Hệ Thiên Phú cấp thấp, kinh nghiệm đánh giết trong rừng đồ vật rơi xuống liếc qua thấy ngay so với lâm cường ít hơn nhiều lắm nhưng lại để cho ánh mắt phong vân sáng lên đều là thứ tốt à mấy thứ đồ này bất kể loại nào cũng để cho phong vân tâm động không thôi không có nhiều do dự hắn lựa chọn khiêu chiến thiết lập hát kim điêu thực lực dự bị võ giả cấp thấp bắt đầu khiêu chiến sau khi lựa chọn sân đấu ở đối diện phong vân một con hát kim điêu phiên bản thu nhỏ chậm rãi xuất hiện khí thế hung thú tự nhiên mà phát. Phong Vân hơi suy nghĩ, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường. Đây là vật mô phỏng trong không gian gương, cũng không phải là thực thể. Lệ Hắc Kim Điêu đối diện hót một tiếng, sau đó hướng về Phong Vân vọt tới. Vừa vặn bắt ngươi luyện kiếm một chút. Phong Vân không lùi mà tiến, khí huyết trên dưới toàn thân lưu động, kinh lực tự nhiên, quán chú bên trong trường kiếm, chém về phía đầu Hắc Kim Điêu kia. 10 phút sau. Lệ. Hắc Kim Điêu phát ra một tiếng kêu gào sau khi bị một kiếm của Phong Vân xuyên qua, rồi liền hóa thành điểm sáng biến mất. Cùng Hắc Kim Điêu chiến đấu thắng lợi. Rơi xuống. Hắc Kim Điêu huyết nhục, lần đầu tiên đánh chết, nhất định rơi xuống vật phẩm, máu thịt à. Phong Vân hài lòng gật đầu một cái, lúc đầu hắn còn đang lo bình huyết khí đang kia sau khi ăn xong, không có tài nguyên tu hành mà bây giờ tuôn ra máu thịt hung thú này có thể duy trì hắn tu hành một đoạn thời gian. Sau đó hắn tiếp tục khiêu chiến hình chiếu hắc kim điêu, bốn lần tiếp theo không ngoài dự liệu, chẳng thu hoạch được gì. Hắn lại tiếp tục khiêu chiến hình chiếu người lâm cường, năm lần lại là ngay cả cái lông cũng không rơi xuống. Phong vân đã sớm quen với xác suất rơi xuống vật phẩm thấp đáng thương kia, chỉ có thể lắc đầu một cái, thối lui không gian trong gương. Hiển hóa hắc kim điêu huyết nhục đang hiển hóa. Hiển hóa thành công. Theo một trận thanh âm nhắc nhở, ở trước mặt Phong Vân xuất hiện 10 cái bình nhỏ giống nhau, cùng với 10 cái hộp lớn. Hắn tiến lên mở ra bình nhỏ, phát hiện bên trong chứa đều là máu tươi đỏ thắm, bên trong tản ra chấn động huyết khí dồi dào, mà trong hộp là từng miếng thịt. Đem máu và thịt tách ra sao? Phong Vân nhếch miệng cười, cái hình chiếu gương này làm việc đúng là chu đáo, ngay cả phân tách còn chuẩn bị xong trước xem một chút hiệu quả của máu hung thú này những hung thú này đều là sản vật sau khi thiên địa nguyên khí chật tăng máu tươi này nhưng mà so với những dược vật kia đều quý báu hơn nhiều phong vân không dám ực một cái hết một bình chẳng qua là uống từng hớp nhỏ máu tươi âm sau khi máu tươi nuốt vào cổ họng ở trong người tản mát ra luồng nhiệt lưu chấn động so với huyết khí đang còn phải khổng lồ còn phải cùng bạo hơn phong vân cảm giác cả người như bị nung đốt nhìn đau khổ, hắn lập tức bắt đầu diễn luyện lại một lần quy xà đoán thể pháp, lúc này thống khổ mới giảm nhẹ đi nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua. Khi phong vân cảm giác được luồng nhiệt trong cơ thể bị hấp thu không sai biệt lắm, mới chậm rãi ngừng lại. Thi triển trọng vẹn 10 lần quy xà đoán thể thuật. Phong vân tặc lưỡi hít hà, máu tươi của con hắc kim điêu này đúng là đủ hiệu quả, một hớp nhỏ bù đắp được năm viên huyết khí đan hắn nhìn máu tươi cùng từng khối thịt trước mắt ánh mắt nóng bỏng có những tài nguyên này tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể đạt tới dự bị võ giả cao cấp dù sao coi như là lâm cường kia cũng không thể xa xỉ đến sử dụng huyết nhục hung thú tới tăng thực lực phải biết thi thể một con hung thú có thể so với dự bị võ giả cao cấp giá trị khoảng trên một triệu chỗ gia tộc của tên lâm cường kia cũng không phải đại gia tộc nào bồi dưỡng con em đời sau dùng dược liệu bổ vật cũng đã không tệ rồi dùng máu thịt hung thú đến tăng thực lực lên, chỉ có cao tầng mới có thể hưởng thụ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Thiên Phú Kim Hệ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau. Trong rừng cây, Phong Vân chậm rãi thu hồi quy xà đoán thể pháp, đứng lặng lặng ở nơi đó, mí mắt hơi rũ xuống, mỗi lần hít thở, bụng hơi hơi phồng lên co rút lại, trong miệng có một vệt sóng khí màu trắng như là kiếm khí bắn ra, bay tới nửa mét bên ngoài mới từ từ tiêu tan. Một lát sau, hắn ngước mắt lên, bên trong lóe lên tinh quang, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau một khắc lại trở về bình thường. Nhanh, cũng sắp đột phá đến dự bị võ giả trung cấp. Phong Vân cảm nhận được khí huyết trong cơ thể chấn động, trong lòng nói thầm. Hắn lợi dụng máu thịt của hung thú xây dựng căn cơ cái này ngay cả những đệ tử gia tộc kia cũng không thể nào hưởng thụ được, chỉ có những đệ tử nội thành chân chính của các đại gia tộc mới có được tài nguyên như vậy. Trở về thôi. Phong Vân nhìn sắc trời một chút, sau khi thu thập sơ qua liền trở về viện mồ côi thử quan. Lúc đi đến cửa viện mồ côi hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở đó, trong tay hút thuốc, ngắm nhìn viện mồ côi trông như đang thất thần. Giống như nghe được tiếng bước chân, người trẻ tuổi này nhìn lại, trên gương mặt cũng coi như thanh tú có một vết sẹo rất nổi bật để tóc ngắn gọn gàng mặc một bộ áo da đơn giản là tiểu vân à lâu quá không gặp đúng là mấy tháng không gặp rồi phong vân gật đầu đáp lại người trẻ tuổi này tên là phong vu hút cũng là người của viện mồ côi này nhưng mà đã sớm ra ngoài gia nhập một cái thế lực tên là cái gì lưu vân xã đoàn thật ra thì chính là tổ chức ngầm tính chất cũng gần giống với tổ chức xã hội đen ở kiếp trước của phong vân trên địa cầu. Nghe nói phong vu hút này ở trong đó lăn lộn còn có thể học được mấy quyền võ đạo, làm được đến cấp tiểu đầu mục, bình thường cũng rất bảo bọc cho viện mồ côi thự quan, để trong này tránh khỏi bị những tên lưu manh kia quấy rối. Nơi này nằm ngoài căn cứ, an ninh trật tự vẫn luôn rất kém, chỉ cần không xuất hiện chuyện trọng đại gì, bình thường các nhân viên chấp hành luật pháp cũng lười quản tới nơi đây. Cho nên, thái độ của Phong Vân đối với Phong Vu Húc này cũng coi như tạm được, ít nhất đối phương vẫn là một người có tình có nghĩa, không quên chỗ ban đầu đã nuôi hắn. Đi vào ngồi một lúc không? Phong Vân chào hỏi. Không cần. Phong Vu Húc lắc đầu cười khổ, ngươi cũng không phải là không biết, viện trưởng mỗi lần nhìn thấy ta cũng không có sắc mặt tốt. Ở trong mắt hiệu trưởng, Phong Vu Húc chạy tới lăn lộn trong xã đoàn hiển nhiên là đi vào đường rẻ. Vừa nói xong, phong vu hút quan sát trên dưới phong vân một chút nói nghe nói ngươi vào học viện võ đạo chờ lúc ta rảnh dỗi dạy ngươi mấy quyền bảo đảm ngươi sẽ nổi bật trong mắt bạn học bây giờ ngươi đã không đánh lại ta phong vân yên lặng phun một ngụm nước bọt trong lòng sau đó hai người hàng huyên xong phong vân trở lại trong viện mồ côi viện trưởng và phong tiểu lan cùng với mấy đứa trẻ trong viện mồ côi đã sớm chờ hắn về trở về rồi viện trưởng là một người phụ nữ hóa ái dễ gần, mấy năm nay vất vả, bốn mươi lại nhìn như 50 tuổi, trên mặt đã giải gió dầm sương. Ừm. Phong Vân gật đầu một cái, mà mười mấy đứa trẻ ở bên kia đã không thể chờ đợi được muốn ăn cơm. Sau bữa cơm tối, hắn trở lại bên trong phòng của mình. Theo thường lệ, hắn lại bắt đầu tiến vào không gian tắm gương, lần lượt khiêu chiến hình chiếu hắc kim điêu với hình chiếu lâm cường. Chiến đấu với hình chiếu hắc kim điêu, thắng lợi. rơi xuống. Không có chiến đấu với hình chiếu lâm cường thắng lợi. Rời xuống. Không có. Chiến đấu với hình chiếu hắc kim điêu, thắng lợi. Rời xuống. Không có chiến đấu với hình chiếu lâm cường thắng lợi. Rời xuống. Thiên phú kim hệ cấp thấp hả? Nhìn thấy nhắc nhở, trên mặt phong vân lộ ra vui mừng, cuối cùng cũng quét ra thuộc tính thiên phú thứ đáng giá nhất trên người Lâm Cường chính là thiên phú kim hệ cấp thấp này. Hàng quét hơn một tháng, cuối cùng cũng làm cho nó tuôn ra. Có hiển hóa hay không? Hiển hóa. Phong Vân không chút do dự lựa chọn hiển hóa. Hiển hóa thiên phú kim hệ cấp thấp. Đang hiển hóa. Hiển hóa thành công. Vù. Một đạo ánh sáng màu vàng ống bỗng xuất hiện, ở trong đầu Phong Vân nổ tung, trong nháy mắt hắn cảm giác được có vật gì đó sáp nhập vào trong thân thể của mình. Tiếp đó, trong chỗ tối tâm, hắn cảm nhận được dường như mình với bên ngoài hình thành nên một loại liên lạc không thể đoán được, mơ mơ màng màng, rất mơ hồ. Xem ra là thiên phú kim hệ cấp thấp này dung hợp thành công. Ngoại trừ cái đó ra, phong vân không có cảm thụ nào quá lớn, nhưng khi hắn vận chuyển khí huyết, sinh ra kình lực, phát hiện kình lực so với trước đây trở nên ác liệt hơn rất nhiều xem ra đây chính là biến hóa đầu tiên. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn nghe nói thuộc tính phải chờ đến cảnh giới võ giả, tu hành công pháp thuộc tính mới hoàn toàn thể hiện ra, giai đoạn trước không có rõ ràng như vậy. Nhưng mà kinh lực trở nên ác liệt, cũng coi là tăng lên chiến lực của hắn. Còn có một cái phong hệ thiên phú cấp thấp. Phong vân nhắm tới phong hệ thiên phú của Hắc Kim Điêu, đến lúc đó một khi hắn quét ra dung hợp thành công, thì có hai cái thuộc tính thiên phú một khi đạt tới cấp võ giả vậy hắn đã định trước là sẽ dẫn trước những võ giả tầm thường một mảng lớn chỉ tưởng tượng thôi đã vui thích những ngày kế tiếp phong vân lại vùi đầu vào trong tu hành khắc khổ có ngón tay vàng còn không cố gắng thì so với phế vật có gì khác nhau cuối cùng trong buổi tối của một tháng sau hắn đã đột phá thành công đạt tới dự bị võ giả trung cấp dự bị võ giả cấp thấp sinh ra kình lực tùy tiện đánh ra một quyền cũng có thể đánh ra lực đạo toàn thân mà đạt tới dự bị võ giả trung cấp chính là rèn luyện màng da toàn thân vững chắc giống như trống vũ khí bình thường không thể gây tổn thương được cho thân thể thậm chí khí lực sẽ gia tăng dự bị võ giả cao cấp là luyện gân luyện cốt phong vân nhìn da mình một chút trắng hơn so với trước kia một tí nhưng lại tràn đầy có giảng mà khi hắn vận chuyển khí huyết thì màng da sẽ gồ lên tạo thành phòng ngự rất tốt lại mạnh mẽ phong vân thỏa mãn xoa bóp nắm tay loại cảm giác trở nên mạnh mẽ này đúng là không thể tốt hơn, thật là làm cho người ta mê muội. Bởi vì trễ nãy trong chốc lát, lúc hắn đi ra khu rừng nhỏ thì bên ngoài đã một màu đen kịt. Lúc hắn đang định rời khỏi nơi này thì chợt nhìn thấy ở lối rẽ phía trước có mấy bóng người chạy ra, một người đang liều mạng chạy trốn, ba người nắm dao phay sắc bén nghiêm nghị đuổi theo, buổi tối ở nơi giá rét này, vang lên một trận tiếng bước chân tán loạn. Từng. Lúc đầu phong vân cũng lười để ý, loại chuyện này ở vòng ngoài căn cứ xảy ra cũng không tính là ít. Nhưng vào lúc này, nhờ một chút ánh sáng hắn đã nhận ra cái bóng người đang chạy trốn trước mặt kia chính là người hắn mới gặp một tháng trước, Phong Vu Húc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Thuần sát Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong đêm tối, dưới ánh trăng, bóng người chạy trốn. Tốc độ của bốn người này rất nhanh, không bao lâu sau đã đến gần rừng cây nhỏ. Bởi vì đêm tối, truy đuổi chạy trốn nên bốn người không kịp phân tâm thêm vào đó phong vân đạt tới võ giả trung cấp dự bị, động tĩnh hít thở rất nhỏ, bọn họ cũng không phát hiện cách đó không xa có người. Chờ đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn lại 10 mét, phong vân vốn dĩ đang đứng bất động bỗng nhiên gia tốc, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua phong vu hút, đối diện với ba người côn đồ kia. Phong vu hút theo quán tính xông về phía trước, cảm thấy có tiếng một luồng không khí thoáng qua ở bên cạnh, có một loại cảm giác quỷ dị. Một tên côn đồ thấy phong vân vọt tới, đầu tiên là khẽ rung sau đó trên mặt lộ ra nụ cười gằn tay phải cầm dao dơ lên định đập thật mạnh đến đổ máu ngay tại chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, khí huyết cả người phong vân bỗng nhiên bùng nổ, thoáng cái đã chạy đến trước người tên côn đồ giống như ly huyền tiễn bắt được cổ tay tên côn đồ đồng thời bắp đùi bắp thịt căng ra trong giây lát đầu gối đánh lên đụng mạnh vào bụng tên côn đồ răng rắc theo đó âm thanh nước xương vang lên bụng tên côn đồ này lõm xuống không nhúc nhích không biết sống hay chết vừa đối mặt hắn đã phế được một người mắt hai gã côn đồ khác co rút lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không chút suy nghĩ chém một đao qua mà lúc này Phong Vân đã nắm dao phay của gã côn đồ thứ nhất, nhìn cũng không nhìn một cái đã trực tiếp chém ra một đao. Trạm kiếm quyết. Phốc. Phốc. Mũi nhọn lập lèo, tốc độ nhanh như chớp, hai gã côn đồ chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, tiếp đến cổ họng đau nhói ý thức rơi vào hắc ám. Phốc. Phốc. Hai cổ thi thể mềm nhũng ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, vừa nhìn đã thấy giật mình. Ai? phong vu hút nghe được âm thanh theo bản năng dừng lại thấy một màn như vậy liền hỏi một câu là ta giọng nói bình tĩnh truyền đến phong vân đi ra từ trong bóng tối lúc phong vu hút thấy phong vân trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi đầu chấn động hoảng hốt ngay cả vết thương trên người đang đau cũng quên mất hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không sao lại là phong vân ở trong ấn tượng của hắn phong vân chỉ có một thân thể không được cường tráng như mình là một con mọt sách lá gan không lớn như mình mà thôi. Nhưng chính một phong vân như vậy lại tiêu diệt ba tên côn đồ sắp bước vào võ giả sơ cấp dự bị chỉ trong nháy mắt, làm sao có thể? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Phong vân không để ý đến ánh mắt chấn động của phong vu hút, hắn không hỏi mấy người này lại lịch thế nào và vì sao lại bị đuổi giết, chỉ là nhìn hai mắt của phong vu hút rồi xoay người rời đi. Người phía sau dường như vẫn còn chìm đắm trong nỗi kinh sợ vừa mới rồi không cách nào thoát ra được, nên cũng không đuổi theo. Chuyện này đối với Phong Vân mà nói chỉ là một khúc tra xét nhỏ rất nhanh đã không thèm để tâm. Mà hắn vừa mới bắt đầu nên có chút hơi không thích ứng với việc giết người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm sau, Phong Vân vẫn đi học như thường lệ. Lúc hắn đi tới trường học phát hiện có một chiếc xe hơi quân dụng dừng trước cửa trường học, điều này làm cho hắn rất hiệu kỳ. Ở thời đại này, Vai trò của quân đội dĩ nhiên là vô cùng quan trọng. Lúc trước khi hung thú tàn phá bừa bãi, chính là quân đội quốc gia hăng hái chiến đấu đẫm máu mới có thể ở dưới hoàn cảnh tứ phía thành lập nên từng cái cơ sở một. Có quân nhân tới trường học sao? Phong Vân ông hiếu kỳ đi vào lớp học, phát hiện mọi người cũng đang thảo luận, trên mặt mỗi người đều có chút hưng phấn. Về căn bản hắn vẫn luôn là một người độc lai like, độc vãng cơ bản không có giao lưu gì với các học viên trong lớp cho nên cũng không có ai tìm hắn nói chuyện. Trần ca, ngươi biết quân nhân tới trường học của chúng ta làm gì không? Một giọng nói truyền tới, ánh mắt phong vân hơi đổi, nhìn sang. Người được gọi là Trần Ca, là một thiếu niên có tướng mạo coi như anh Tuấn Bách Thiên Trần, trong nhà mở công ty, đúng tiêu chuẩn con nhà giàu hơn nữa cũng là người có thực lực mạnh nhất trong lớp, dĩ nhiên trở thành đầu lĩnh. Bách Thiên Trần ho nhẹ một cái, nói tin tức này cũng là cha ta nói cho ta biết nói là trường liên hiệp quân đội cho những lớp sơ cấp như chúng ta làm một khảo hạch nhưng cụ thể là làm cái gì ta cũng không rõ lắm nghe nói là người có thành tích ưu tú trong khảo hạch sẽ trực tiếp được lên lớp cao cấp lời này vừa nói ra lớp học đã bùng nổ bọn họ vừa hưng phấn vừa khẩn trương mỗi người đều đang líu ríu chỉ có phong vân là lộ ra rất bình tĩnh một thân một mình ngồi ở chỗ đó giống như là cái gì cũng không thèm để ý mọi người cũng thấy lạ nhưng không kinh ngạc tự động bỏ qua hắn. Đúng lúc đó, thầy giáo trung niên đi vào kêu gọi mọi người trong lớp học tập hợp ở trường luyện võ. Trường luyện võ sớm đã có người tập hợp, học viện võ đạo Hải Lam tổng cộng có 10 lớp sơ cấp, cũng xem như là nhiều nhất trong bốn trường cao đẳng lớn. Lúc này trường luyện võ là một vùng đen ngòm có tới mấy trăm người. Trên đài cao, hai bóng người đang đứng yên, một người là một ông già gầy gò còn một người khác chính là người mặc quân phục một vị sĩ quan trung niên lúc này tên sĩ quan đi lên trước hắn vắt chéo tay sau lưng con mắt lạnh lùng quét qua các học viên không khỏi làm cho người ta cảm thấy có một cổ hàng khí xông lên trong lòng sinh ra run rẩy mồ hôi lạnh không ý thức được đã chảy xuống giống như đang đối mặt với một con hung thú tuyệt thế vậy cao thủ Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Vân cũng biết người sĩ quan này là người mạnh nhất trong số những người hắn đã gặp, còn mạnh hơn Lâm Cường kia, mà đây cũng phải là người Lâm Cường có thể so sánh được. Rất hiển nhiên, đây là một vị quân nhân đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu. Đinh. Phát hiện người hình chiếu, có hình chiếu hay không? Ừ. Phong Vân chợt nghe thấy âm thanh này, ánh mắt sáng lên, không chút do sự lựa chọn có sau một giây kính hình chiếu trong đầu tản ra ánh sáng ống ánh sáng chói, lóe lên một cái rồi biến mất. Người hình chiếu Chu Khôn Long, tuổi tác 35 tuổi, cảnh giới Võ giả trung cấp, rơi xuống Võ kỹ cấp 1, huyền đao quyết Võ kỹ cấp 2, cực hạn băng quyền Võ kỹ cấp 2, thần lực trưởng Công pháp rèn thể cấp 1, đoán thê tam thập lục thức Võ kỹ cấp 2, thống du bộ Công pháp luyện thể cấp 2, kim trung quyết công pháp cấp 2 cơ phù đồ nguyên lực pháp, hai bình huyết khí đan, một đao một chui hợp kim trảm, hai bình liệu thương đan, một bộ quân phục, kinh nghiệm thực chiến. Phong Vân chỉ là liếc mắt nhìn sơ qua, đã thấy những cái kia rơi xuống một cột chi chít một mảng, không khỏi liếu lưỡi, không hổ là nhập ngũ, hội này thật sự rất nhiều so với Lâm Cường kia còn nhiều hơn nhiều. Nhưng nếu so về tiềm lực hiển nhiên Lâm Cường vẫn cao hơn, dù sao cũng là thuộc tính võ giả. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Hình chiếu, võ giả trung cấp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên đài cao, sau khi Chu Không Long quét mắt một vòng các đệ tử, mở miệng nói Ta là Chu Không Long, là giáo quan khảo hạch lần này Sau đây ta sẽ tuyên bố nội dung khảo hạch lần này Lần này có 100 con hung thú được mang ra lựa chọn, đặt từng con thú vào trong trận, giao cho các ngươi đối phó, chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi để đánh điểm số tương ứng, cứ như vậy. Sau khi hắn nói xong liền lui về. Mà lúc này hiệu trưởng nói tiếp, "Khảo hạch lần này top 100 sẽ trực tiếp đạt được tư cách lên lớp cấp cao, đồng thời top 3 khen thưởng huyết khí đan." Nhiều học viên nghe nói như thế, trong mắt đốt lên nhiệt tình, không chỉ có thể trực tiếp thăng lên lớp cao cấp còn có thể thu được huyết khí đan, để cho từng người đều lâm le sát khí, tràn đầy hứng khởi đối phó với hung thú sao phong vân tự hỏi trong lòng trong mắt cũng dâng lên một chút hứng thú sau đó hiệu trưởng tuyên bố khảo hạch ngày mai chính thức bắt đầu để cho tất cả mọi người trở về chuẩn bị thật tốt sau khi giả tán các học viên lập tức bắt đầu huyên náo lên hoặc là tụ năm tụ ba hợp thành đội hoặc là bắt đầu thảo luận những cái gì hung thú không thì trực tiếp bắt đầu tạm thời nước tới chân mới nhảy phong vân không gia nhập những học viên này hắn tìm một chỗ yên tĩnh ý thức tiến vào trong không gian của gương chuẩn bị đi khiêu chiến hình chiếu chu khôn long thiết lập người hình chiếu chu khôn long thực lực người bình thường có bắt đầu khiêu chiến hay không vâng dù sao cũng là lần đầu tiên đánh chết nhất định sẽ rơi xuống đồ vật còn không bằng lựa chọn người bình thường tới nhanh hơn phong vân muốn tự khen ngợi cho sự cơ trí của mình một chút sau khi lực chọn sa mạc là sân bãi khiêu chiến bắt đầu nhìn chu không long đối diện phong vân tiến nhanh lên trước một cái lấy chân càn quét vững vàng chặt chẽ rơi vào trên người phía sau đá bạo người đang sống sờ sờ chiến đấu với hình chiếu chu không long thắng lợi rơi xuống kinh nghiệm thực chiến bởi vì lần đầu đánh giết nhất định rơi xuống vật phẩm có lực chọn lấy ra hay không vâng phong vân lựa chọn đồng ý không chút suy nghĩ Loại vật này kinh nghiệm thực chiến còn trân quý hơn nhiều so với công pháp võ kỹ gì đó. Hiển hóa kinh nghiệm thực chiến. Hiển hóa bên trong. Hiển hóa thành công. Âm. Sau một khắc, số lượng tin tức lớn tràn ầm ầm vào trong đầu. Luật trừng. Kinh nghiệm săn thú. Chém vết đầm lầy. Tuyệt địa phản kích. Phong Vân mở mắt chỉ trong nháy mắt ngắn mũi hắn đã nắm vững kinh nghiệm thực chiến của Chu Không Long rèn đúc ra trong mười mấy năm qua, bao gồm cả các loại đối chiến với người hay chém giết với thú. Mà lúc này, một vị học viên đi qua vô ý thức nhìn qua, lúc hắn tiếp xúc với ánh mắt của Phong Vân thì toàn thân không khỏi rùng mình một cái, trong lòng toát ra khí lạnh. Loại cảm giác đó với cảm giác lúc trước bị Chu Không Long nhìn chăm chú giống nhau như đúc. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ mọi thứ đều biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra gặp quỷ người học viên kia nói thầm một tiếng cho là chính mình là bị hù dọa ra ma rồi cất bước trời đi xem ra hiệu quả không tệ khi phong vân thấy biểu hiện trước của người học viên kia gật đầu hài lòng bắt đầu từ bây giờ hắn đã từ một học viên tây mơ thành công trưởng thành làm một lão thờ săn tiếp tục khiêu chiến ý thức lại chìm vào mơ hồ lần này hắn thiết lập cảnh giới chu khôn long với hắn thành tầng giống nhau. Kết quả rõ ràng. Lúc này hiển nhiên chu khôn long đã không còn nắm vững kinh nghiệm thực chiến lúc này, hơn nữa phong vân còn có trạm kiếm quyết đại thành kia, chỉ tốn 10 phút thì đã tiêu diệt hình chiếu chu khôn long thành công. Liên tiếp khiêu chiến 4 lần, một cộng lông cũng không thấy rơi xuống. Sau đó, phong vân ra khỏi trường học, không có trở về viện mộ côi mà đi tới trong rừng cây nhỏ chuẩn bị cứ tu hành như thường lệ nhưng mà khi hắn tới nơi đó thì thấy bóng dáng phong vu hút nhìn bộ dáng đối phương rõ ràng là đã đợi một lúc lâu rồi tiểu vân lúc phong vũ hút nhìn thấy phong vân vẻ mặt có hơi hoảng hốt rõ ràng còn lưu lại từ chấn động trước đó ta cũng không biết cảm ơn ngươi như thế nào nếu không có ngươi sợ là lần tiếp theo ngươi nhìn thấy ta chỉ có thể nhìn phần mộ của ta mọi người đều là người của viện mồ côi không cần phải như thế phong vân thuận miệng nói tiền thân này của hắn cũng nhận được không ít chiếu cố từ phong vu hút coi như là còn cái tình đúng vậy chúng ta đều là người viện mồ côi đều là cô nhi ở thế đạo này muốn được sống tiếp thật tốt cũng quả thật không phải là một chuyện dễ dàng phong vu hút cảm khái nói rồi sau đó hắn nhìn về phía phong vân chần chờ một chút nói tiểu vân ngươi đạt tới cảnh giới gì võ giả trung cấp dự bị phong vu hút hơi run khóe miệng hơi có một chút ý tứ trận mắt khá hốc mồm sau đó hắn cười khổ một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi là võ giả sơ cấp dự bị không nghĩ tới đã là trung cấp ta nhớ ngươi mới nhập học được hơn một tháng mà thôi thật lợi hại tạm được phong vân trả lời chuyện ngày đó ngươi không cần lo lắng ta sẽ xử lý tốt sẽ không có ai hoài nghi đến trên người của ngươi phong vu hút nói phong vân gật đầu một cái lúc đầu hắn cũng không có lo lắng loại ban phái này chém giết, nhân viên chấp pháp đều không thấy có chuyện gì lạ, lười quản. Sau khi yên lặng trong ít phút, Phong Vu Húc nhớ ra là có chuyện còn chưa xử lý, sau khi chào hỏi Phong Vân xong liền vội vã rời đi. Phong Vân đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hắn thấy được tiểu nhân vật dãy giụa và bất đắc dĩ từ trên người Phong Vu Húc, mà cũng càng làm hắn có thêm kiên định quyết tâm muốn theo đuổi võ đạo, chỉ có trở thành cường giả, mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Sau đó, hắn lấy ra huyết dịch của hắc kim điêu rồi uống một hớp nhỏ thi triển quy xà đoán thể thuật lại một lần nữa tu hành ngày thứ hai lúc phong vân đi tới trường học đã nhìn thấy từng chiếc từng chiếc xe tải lớn mà trên mỗi một chiếc xe tải hạng nặng đều truyền tới từng tiếng gào thét rất nhiều học viên nhao nhao nhìn sang trên những chiếc xe tải ở đó đều để từng cái lồng giam lớn mà những thứ trong lồng giam đang đóng kia tất cả đều là hung thú những tiếng gào thét kia làm cho các học viện chưa từng giết hung thú kia phát run trong lòng. Sắc mặt phong vân không thay đổi, thậm chí còn nhìn sang từng cái, thoáng chốc, một chút tin tức đã tự động hiện lên ở trong đầu hắn. Ảnh miêu, hung thú nhất dai, tốc độ nhanh, nhược điểm là tác dụng chậm. Chó ngao. Mà có nhiều thứ, toàn bộ đều đến từ kinh nghiệm thực chiến của Chu Không Long rơi ra từ lần trước. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Một kiếm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đều là hung thú cấp 1 sao, Phong Vân nhìn một chút, phát hiện ra về cơ bản đều là hung thú cấp 1. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao trong các học viên ở đây người đạt tới võ giả trung cấp dự căn bản không có mấy người. Hơn nữa mặc dù đạt tới võ giả trung cấp dự bị nhưng mà đối mặt với cấp hung thú sợ là cũng không địch lại những người này đều chỉ là những học viên tây mơ chưa từng trải qua máu và lửa tẩy rửa mà thôi, tố chất thân thể được, võ kỹ được, không có nghĩa là có thể giết hung thú. Có vài người vừa thấy máu lúc lâm nguy then chốt có 10 phần thực lực một phần cũng không phát huy ra được cũng rất bình thường. Ngay cả tên Bách Thiên Trần lúc trước còn vên váo họ hét lúc này đứng trước những con hung thú này cũng tịch ngòi, mặc dù không biểu hiện không chịu nổi như những học viên khác nhưng cũng mất đi tâm tư tinh tướng toàn trường cũng chỉ có phong vân biểu hiện rất bình tĩnh chu không long đứng ở trong phòng làm việc thông qua cửa sổ ta lớn sát đất quan sát biểu hiện của các học viên không khỏi lắc đầu một cái khóa học sinh này không được một người có thể đánh cũng không có bọn họ đều là từ nhỏ đã lớn lên ở trong căn cứ cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với hung thú rất bình thường hiệu trưởng đi tới đưa cho chu không long một ly trà cười nói chu không long không nói gì hắn cũng biết đây là sự thật khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì không cẩn thận nhìn đến phong vân thấy người này thần sắc bình tĩnh như nước hắn mới khẽ gật đầu à chung quy tính ra vẫn còn một cái tiểu tử tốt hiệu trưởng vừa muốn hỏi chu không long đã đi ra ngoài chuẩn bị một chút bắt đầu khảo hạch đi các vị một giọng nói to rõ truyền vào trong tai mỗi một người học viên chu không long đứng ở trên đài cao hướng về phía tất cả học viên nói xem ra các ngươi đều chuẩn bị xong rồi, bây giờ ta tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi cảm thấy không thể tiếp tục nữa thì hãy cầu cứu huấn luyện viên bên cạnh của các ngươi, nhưng một khi cầu cứu thì nghĩa là ngươi đã mất đi tư cách. Vèo. Sau khi nói xong, chu không long đã trực tiếp biến mất trên đài cao, thật giống như súc địa thành thốn sau đó trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên lầu dạy học. Đây chính là võ kỹ cấp 2 thốn du bộ à sao? Phong Vân thấy một màn như vậy ánh mắt lóe lên nói. Hắn từng thấy môn võ kỹ này qua mạng, thuộc về võ kỹ thân pháp, giá bán trên dưới 4 vê đúc, trước mắt hắn không mua nổi. Nhưng mà không sao, có thể từ trong hình chiếu chu không long tuôn ra, hơn nữa còn không cần tu hành như thế. Tất cả học viên, lên đường, đi xuống thú tràn dưới mặt đất đi. Mấy trăm học viên đồng loạt lên đường, nhanh chóng tràn vào trường học dưới đất phong vân lần đầu tiên phát hiện ra trường học dưới đất còn có một chỗ như vậy rộng rãi rộng rãi có tường cao xây lên lần lượt được phân ra thành từng khu vực mà vào lúc này bên trong những khu vực này tất cả đều là hung thú đóng cửa theo một tiếng ra lệnh ầm ầm một tiếng khảo hạch chính thức bắt đầu phong bế thú dưới đất vào trong sân mấy trăm học viên lập tức tách ra mỗi người bọn họ tự chọn hung thú về căn bản hợp thành một đội ở đây dù sao đối mặt với hung thú dữ tận kia trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc. Cho nên lúc phong vân một thân một mình đi đến chỗ hung thú dĩ nhiên làm cho người khác chú ý. Người này là ai? Lại một thân một mình. Vào lúc này khoe tài cũng không nhìn trường hợp một chút. Đừng để ý tới hắn, chúng ta vẫn nên thương lượng làm thế nào để đối phó hung thú đi. Tiếng nghị luận từ các nơi truyền đến, phong vân mắt điếc tai ngơ. Người này. Bách Thiên Trần nhìn Phong Vân, hắn tự nhiên biết cái tên tiểu tử độc lai độc vãng này. Là giả bộ hay là thực sự có bản lĩnh? Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là điều phía trước có khả năng lớn hơn, dù sao gia cảnh của người sau hắn cũng đã nghe bạn học trong lớp nhắc tới. Sau đó hắn đặt sự chú ý lên trên người hung thú trước mắt, không chú ý đến Phong Vân nữa. Phong Vân đi thẳng tới khu vực thứ nhất, hung thú ở đấy chính là Thiết Mao Trư, là hung thú mạnh nhất trong 100 hung thú cấp 1, đã bước vào nửa hung thú tầng thứ hai hắn muốn lấy con thiết mau trư này đi thử kinh nghiệm thực chiến của chính mình một chút nơi này đã có một tên huấn luyện viên đứng chờ sẵn hắn nhìn phong vân một người đi tới không khỏi nhíu máy chỉ một mình ngươi phong vân gật đầu một cái đúng là ghé con không sợ cọp huấn luyện viên trẻ tuổi lắc đầu một cái hắn cũng không nói câu khuyên nhủ nào đều là lựa chọn của mình mà thôi hắn chỉ chỉ vào quần áo và vũ khí phòng thân ở bên cạnh những thứ này mặc người lấy đi chờ lát nữa không chịu được nhớ kêu cứu mạng rõ ràng là hắn thấy phong vân chỉ là đang khoe tài mà thôi phong vân trực tiếp cầm lên một thanh bách luyện tinh cương kiếm quan sát một chút gật đầu hài lòng sau đó đi thẳng vào này bạn học ngươi quên cầm quần áo phòng thân không cần dù sao rất nhanh sẽ kết thúc rất nhanh sẽ kết thúc huấn luyện viên trẻ tuổi nghe nói như vậy, thần sắc hơi run. Đúng lúc đó, bỗng nhiên một tiếng kiếm treo vang lên, huấn luyện viên trẻ tuổi ngẩng đầu lên theo bản năng, sau đó thấy được một cảnh làm hắn phải há to miệng. Chỉ thấy thiếu niên anh Tuấn lúc trước kia lấy một góc độ không tưởng tượng nổi một kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng của thiết mau trư kia. Cùng với một tiếng kêu gào thê thảm, thân thể cao lớn của thiết mau trư ngã xuống, bắn lên một trận bụi bặm, chết không thể nghi ngờ. Kiếm tốt. Phong vân búng một cái lên thân kiếm làm cho máu ở phía trên bị vũ đi sạch sẽ, thả lại chỗ cũ, cất bước trời đi. Toàn bộ quá trình không quá 5 phút đồng hồ. Giống nhau, bạn học, ngươi, tên của ngươi. Phong vân. Âm thanh từ xa xa truyền đến. Ánh mắt huấn luyện viên trẻ tuổi hoảng hốt, hắn nhìn thi thể của con thiết mau trư kia, liên tưởng đến một kiếm lưu loát của phong vân mới vừa rồi, từ đối phương xuất thủ, hắn giống như thấy được một loại cảm giác thuần thục do trải qua muôn ngàn thử thách. Dết hung thú đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Phong vân sao, lần này học viện võ đạo Hải Lam có gia hỏa bước ra rồi. Huấn luyện viên trẻ tuổi cảm khái nói sau đó lấy ra đơn thành tích viết tên phong vân lên, mà ở cột thành tích kia hắn trực tiếp đánh cái cấp SSS đánh giá. Đây có khả năng là cấp đánh giá cao nhất. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.